Chào các bạn nha, thì đây là những cái bánh flan mình vừa nướng xong. Hôm nay mình làm bánh flan nướng nha các bạn. Làm bánh flan nướng thì nó dễ thành công hơn. Và thứ hai nữa là cái bánh flan của mình đó các bạn, nó không có bị rỗ. Nhiều bạn làm bánh flan ở nhà thì thành công, nhưng mà cái bánh nó bị rỗ, nhìn nó không có đẹp mắt á. Hoặc là mình làm để mình bán bánh flan cũng vậy, thì mình làm bằng lò nướng thì nó sẽ đỡ bị rỗ hơn. Tại vì cái nhiệt độ khi mà các bạn nướng thì nó sẽ ổn định hơn là các bạn hấp. Đó, đây là những cái bánh flan mình vừa nướng xong này các bạn. Các bạn thấy cái bề mặt nè, láng bóng đẹp ghê không, mịn màng như da em bé luôn. Và cái bánh thì nó không có bị rỗ chút nào hết luôn. Đó, rất là ngon. Đây, để bây giờ mình múc cho các bạn xem thử nha. Bánh flan nó mềm mịn cực kỳ luôn á các bạn. Đó, các bạn thấy bánh flan nè, ngon không, không có bị rỗ một chút nào luôn. Mời các bạn nha. Ngậm vô miệng là nó tan luôn các bạn. Thơm mà không có bị tanh mùi trứng, rất là ngon. Đó, nên nếu bạn nào mà làm bánh flan á, mà các bạn hấp mà thấy bánh nó bị rỗ á, thì hãy chuyển qua làm bằng lò nướng đi, rất là ngon luôn, bánh thì láng mịn. Và khi mà các bạn làm bánh flan bằng lò nướng ở nhà thì các bạn có thể dùng những cái hộp nhựa như thế này. Nó có thể mình, tại vì mình nướng ở nhiệt độ nó khoảng thấp à các bạn, nó không có bị chảy đâu, các bạn đừng lo ha. Hoặc là mình có thể nướng bằng những cái ly, đây nè cái ly nè, ly sứ đó các bạn, mình nướng bằng cái ly đây ha, nướng bằng cái ly nó cũng rất là ngon thôi. Ok, nếu như mà các bạn muốn biết cách làm bánh flan bằng lò nướng thì hôm nay Cựu Khúc Khích sẽ chia sẻ cho các bạn, để ai cũng có thể dễ dàng thành công nha. Rồi, bây giờ để làm cái bánh flan bằng lò nướng thì các bạn cần chuẩn bị cho mình những nguyên liệu. Đầu tiên là trứng gà ha, hôm nay mình dùng là 5 quả trứng gà. Trứng gà thì các bạn có thể dùng size M hoặc là size L. Đây là khi mà mua thì nó sẽ có ha các bạn ha, ở trên cái nắp á, trên cái tờ giấy á, nó sẽ có ghi cái size của trứng. Rồi sữa tươi nè, mình dùng khoảng 200ml sữa tươi. Sữa đặc mình dùng là 190g. Và vani ha. Và ngoài ra mình cần thêm ít nước lọc nữa. Để cho cái bánh flan mình ăn nó đậm đà hơn thì các bạn dùng thêm cho mình một chút xíu muối. Đầu tiên thì các bạn đi bắt lên cho mình là 200ml nước sôi. Để chút nữa mình sẽ pha cái bánh flan này. Các bạn pha và các bạn dùng nước sôi để chút nữa mình pha thì nó sẽ ra nước ấm á, thì cái trứng mình ăn nó sẽ đỡ bị tanh hơn. Nhiều bạn làm bánh flan hay hỏi mình á, là làm sao để cho bánh ít tanh. Thì có hai cách ha. Một là các bạn dùng thêm vani. Đây là vani này, nó cũng sẽ giúp trứng nó khử mùi tanh. Và cái thứ hai nữa là mình pha, mình dùng nước ấm mình pha nha. Bây giờ mình sẽ đập vào đây là 5 quả trứng gà. Trong thời gian chờ nước sôi mình đập trứng ha. Cái trứng gà công nghiệp này thì cái lòng đỏ nó ít và cái lòng trắng nó nhiều, nên là cái bánh flan các bạn làm thì nó sẽ hơi cứng một chút. Tại vì mình làm cái nhân cho bánh trung thu các bạn, nên là mình làm cái bánh sẽ hơi cứng một chút. Còn nếu như mà các bạn muốn làm bánh flan để mình ăn nó mềm mại, mình ăn kiểu như mình uống trà sữa đó các bạn, thì mình sẽ sử dụng khoảng 4 cái lòng trắng và 5 cái lòng đỏ. Cho cái công thức y chang vậy luôn chứ không khác gì hết, chỉ là mình giảm bớt cái lượng lòng trắng thôi. Bạn nào mà ở quê mà muốn làm bánh flan ngon thì mình dùng trứng gà ta. Trứng gà ta thì cái lòng đỏ nó nhiều, cái bánh flan mình nó sẽ đẹp. Và cái thứ hai nữa là nó ít bị tanh lắm. Còn cái trứng gà công nghiệp này thì nó tanh hơn. Về cái lượng sữa đặc thì các bạn dùng cho mình là 190g ha. Rồi mình sẽ đổ vào đây là 200ml nước sôi mình đã nấu rồi. Đây, mình sẽ khuấy cái phần sữa đặc và nước sôi này cho nó tan ra với nhau. Sau khi mà các bạn khuấy cái sữa đặc xong á, bây giờ mình sẽ cho vào đây là 80g đường ha các bạn. 80g đường. Khoảng một muỗng canh rưỡi nha các bạn, một muỗng canh rưỡi đường. Rồi, tiếp theo thì mình sẽ cho vào đây là 200ml sữa tươi. Hồi nãy mình đã cho 80g đường rồi, bây giờ mình cho 200 nữa là 280 nè. Rồi, tiếp theo thì các bạn sẽ cho mình vào đây là một thìa cà phê vani. Nha, một thìa cà phê vani ha. Có vani vào nó thơm cực kỳ luôn, cái bánh mình sẽ không có bị tanh. Rồi, sau cùng thì mình sẽ cho vào đây là 5 quả trứng gà. Đây, mình sẽ đánh cho cái trứng gà nó tan. Lòng trắng, lòng đỏ, đường tan hết luôn. Tại vì nhiều bạn làm bánh flan bằng lò thì nó sẽ ít bị rỗ hơn. Tại vì cái nhiệt độ mình điều chỉnh được. Còn các bạn hấp bằng cái nồi hoặc là cái sửng hơi, cái nồi hơi bằng hơi nước thì mình khó canh nhiệt độ lắm. Nên là ai mà hấp quen rồi thì không nói. Nhưng mình làm quen rồi thì mình hấp cũng được. Nhưng mà các bạn nào mà hấp mà làm hoài chưa có thành công, bánh vẫn bị rỗ, thì các bạn chuyển qua các bạn dùng lò nướng ha. Để cho cái bánh flan của mình nướng xong mà nó không có bị dính vào cái khuôn đó các bạn, thì các bạn nên làm một cái lớp caramel. Và vì đây là cái bánh flan mình làm cho cái phần nhân bánh trung thu á, nên là cái caramel này mình không cần phải thắng cho nó chuyển sang cái màu vàng. Mình thắng, mình nấu khoảng một chút xíu thôi để cho cái đường nó chảy ra là được ha. Mình cho vào đây khoảng 30g nha các bạn, 30g đường.
Tiếp theo thì các bạn sẽ cho mình vào đây là một muỗng canh nước lọc, đủ để cho nó ướt cái phần đường nha các bạn. Mình sẽ nấu với lửa nhỏ thôi, và khi mà các bạn nấu, các bạn vắt vào đây một cái miếng chanh thì nó sẽ giúp cho cái caramel của mình nó không bị lạy đường á. Đây ha, mình sẽ vắt vào đây một miếng chanh nhỏ nhỏ thôi. Bây giờ mình sẽ nấu đến khi nào mà cái đường nó chảy ra ha các bạn ha, nó tan ra hết hoàn toàn luôn á là được. Rồi thì đây là cái phần nước đường mình vừa nấu xong ha các bạn ha, nấu cho đường chủ yếu là cho đường nó chảy ra thôi. Bây giờ mình sẽ cho cái phần lăn ha, cho cái phần lăn trứng nè qua một cái rây để mình lọc lại những cái phần nào mình đánh chưa có tan á các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ múc cái phần caramel ha, mình cho nó vào trong những cái khuôn này. Mỗi một cái khuôn các bạn cho khoảng nửa thìa caramel là được rồi. Gọi là caramel nhưng mà mình thắng chưa có tới cái màu vàng ha. Chủ yếu là cho nó được dính một cái khuôn đó các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ rót cái phần bánh flan vào nha. Và khi mà rót vào các bạn cũng đừng có rót đầy ha, các bạn rót nó khoảng 2/3 chiều cao của cái khuôn thôi. Về cái khuôn nhựa thì các bạn chỉ cần đậy nắp ha, đậy nắp là được rồi. Còn cái khuôn này chút nữa mình sẽ dùng cái giấy bạc á, mình đậy nó lên. Giả sử như mà cái lò các bạn là lò công suất lớn thì mình mới cần làm cái bước này, còn không thì thôi các bạn bỏ qua ha, khỏi cần đậy cũng được. Mình đậy như vậy thì sẽ tránh cái phần nhiệt nó tiếp xúc trực tiếp với lại cái trứng á các bạn, nó làm cho cái trứng mình nó sôi lên thì nó sẽ bị rỗ. Đang giấy bạc thì các bạn xé một cái miếng nhỏ hơn ha. Đó, chủ yếu để cho cái phần nhiệt nó đừng có tiếp xúc trực tiếp với lại cái trứng là được. Rồi bây giờ mình sẽ chuẩn bị một cái khăn, các bạn đặt lên cái khay nướng như thế này và mình sẽ xếp cái bánh flan lên. Mục đích của mình lót cái khăn bên dưới thì nó cũng giúp cho cái phần bánh flan của mình đó các bạn, nó đỡ tiếp xúc với cái nhiệt của cái lửa dưới hơn. Rồi bây giờ mình sẽ chế nước sôi vào. Nếu mà các bạn muốn hấp cho nó nhanh á thì mình chế nước sôi vào trong cái đáy khuôn này, người ta gọi là nướng cách thủy á các bạn. Còn giả sử như mà các bạn không muốn chế nước sôi, các bạn chế nước lạnh vào thì thời gian nướng nó sẽ lâu hơn nha. Mình chế nước sôi đi, nướng cho nó nhanh. Nước sôi thì các bạn chế vào khoảng phân nửa khay là được nha, phân nửa cái khay nướng nè, cho nó ướt cái khăn và nó thấm khoảng phân nửa khay là được, chiều cao á, chiều cao cái mực nước đó các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ cho vào trong lò nướng nha. Rồi bây giờ về cái, để mình bật cái lò lên. Đầu tiên cái nhiệt độ nướng nè, thì các bạn sẽ nướng nhiệt độ là khoảng 130. Nhiệt độ quan trọng lắm nha các bạn, khoảng 130 thôi, tối đa là 150. Rồi lửa vàng nướng á, thì mình nướng là vàng nướng trên, vàng nướng dưới luôn. Quạt. Và cuối cùng là cái phần thời gian, thì các bạn nướng khoảng từ 30 đến 40 phút nha các bạn. Các bạn canh á, 30 đến 40 phút. Còn giả sử như mà ban đầu các bạn chế nước lạnh vào, các bạn nướng bánh flan nè, thì thời gian nó khoảng 50 phút thì bánh nó mới chín được nha các bạn. Đây, cái bánh flan của mình nướng gần xong rồi nè các bạn ha. Thì khi mà các bạn nướng xong rồi thì các bạn cũng đừng có lấy bánh ra liền, các bạn phải chờ cho nó nghỉ khoảng 5-10 phút gì đó để cho nó trở về cái nhiệt độ nó gần bằng nhiệt độ phòng á, thì mình hãy lấy ra thì cái bánh mình nó sẽ ngon hơn nha. Đó, bánh flan nè, các bạn thấy ngon không? Không có bị rỗ gì hết luôn. Tại vì các bạn nướng bằng cái lò thì cái nhiệt độ nó là nó giữ cho mình cố định, mình không phải lo là cái hấp bằng cái nồi á thì cái nhiệt độ nó sẽ tăng dần, nên là nhiều khi bánh mình làm kỹ luôn mà nó vẫn bị rỗ. Thì các bạn dùng lò nướng thì nó sẽ hạn chế được cái việc bánh flan bị rỗ ha. Rồi thì đây là những cái bánh flan mà mình vừa nướng xong. Mình nướng xong rồi thì các bạn nhớ nha, là mình để trong cái lò nướng đó khoảng 10 phút đi, 10 phút 15 phút gì đó rồi mình hãy lấy ra, chứ nướng xong thì các bạn đừng có lấy ra liền. Đây, các bạn thấy nè, mịn màng ngon ghê không. Các bạn có thể thử nó chín hay chưa bằng cách là mình lắc á, mà các bạn không thấy nó rung rinh nữa là nó chín rồi, khỏi cần dùng cái tăm các bạn xiên vào ha. Còn bạn nào mà muốn dùng tăm xiên vào cũng được, xiên vào rồi rút lên đó các bạn. Nếu mà cái tâm mình nó không dính nữa là cái bánh mình nó chín rồi. Đây nè các bạn, thấy không? Các bạn làm bằng lò thì đương nhiên là nó sẽ khó bị rỗ hơn, tại vì cái nhiệt độ nó giữ ổn định lắm. Đây, bánh flan bằng trong những cái ly như thế này nhìn rất là ngon luôn đúng không? Thơm phức à. Ok, thì hy vọng là qua cái video này Cựu Cốc Khách đã chia sẻ với các bạn cách làm bánh flan bằng lò nướng. Hy vọng rằng là các bạn đã thích món bánh flan này nha. Nếu như mà thích thì đừng quên bấm chia sẻ và bấm đăng ký channel để giúp mình đạt được 100.000 subscriber nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.